Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn đến những chi tiết bài nhảy múa dân vũ và mời anh về Tây Bắc. Bài này sẽ gồm có 7 tổ hợp. Tổ hợp đầu tiên là tổ hợp dựng nhạc này. Chúng ta quay mặt ra phía sau nhé, trước này. 1, 2, 3, 4, sau đó bước chân trái sang, quay ra đằng trước. 5, 6, 7, 8. Đó, chúng ta làm cùng hướng thì sẽ như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đi tay này. Ta sẽ sờ bằng tay tay phải, chúng ta sẽ đi trước. Người bên phải và tay để sang bên trái trước. Đánh không? 1, 2, 2 nhịp ở dưới này, 2 nhịp ở trên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay sang là chúng ta làm các ngày luôn nhé. Chúng ta làm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó chúng ta một lần 8 nhịp ở phía dưới và một lần 8 nhịp ở phía trên nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trên này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, là hết đồ dậm nhảy. Chúng ta sẽ nối nặng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chuyển sang tổ 2. Là vào lời câu hát này. Hai tay chúng ta để sau lưng này. Bước chân nhé. Bắt lên trên này. Chân phải bắt lên trên. Chân trái nhạc ra. Chân phải bắt xuống dưới. Chân trái nhạc ra. Một lần bắt là chúng ta trụ xuống. Chúng ta làm lại này. 1, 2, 3, 4. Nhịp 4 này, nhạc chân ra chúng ta vòng tay xuống dưới, úp bàn tay xuống sau đó lên chết khoảng 45 độ, chúng ta vật cổ tay, vật cổ tay, bàn tay vật lên, vật lên. Cái nhịp 4 đất tay này thì chúng ta hơi vươn dướng người về phía trước. Cái lưng võng cong chứng xe, cái lưng võng cong chứng xe nhé. Con người mềm mại ra đầu hơi ngả ra phía sau. Nhạc phía trên 5, giá trùng nhà phải 6, trái xuống dưới 7, 8. Một lần bước trên trái trở sang giá trùng để sau nhà phải cả hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển trái, đưa trước. Tay trái, mặt tay phải. Nhanh. Một này. 1, 2, cho chuyển xuống thì tay chúng ta chuyển sang bên trái. 2, 3 và 4. Tay của ai? 1, 2, 3, 4. Tay bước mặt vào tay sang ngang nhé. Các hợp cả chân. 1, 2, 3, 4. Ta đi được chân phải thôi. Ta đúng lại của hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Tỏ tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ 2 thì chân phải đồng phía sau để người cũng hơi chết 45 độ. Chuyển sang tổ 3 luôn, chúng ta đưa tay phải lên. Chân phải này bước chân đi trước. Chân này 1, 2, đứng chân đứng tay 3, 4. Tức là nhịp 4 chúng ta không đổi tay nữa, chúng ta chỉ bước chân thôi. Còn lại này.
1, 2, 3, 4. Thì ba chúng ta cũng trùng xuống. 4, nhặt chân trái ra, tay giữ nguyên. Sau đó, đổi ngược lại chân trái này. 5, 6, 7, 8, 7. Mình cũng giống như ba này, cũng trùng xuống. Sau đó thì làm chúng ta nhặt chân ra, tay giữ nguyên. Thế nào cả tay này. 1, 2, 3, 4. Ta lên một bước rồi này. 5, 6, 7, 8. Mình hai bước này. Bây giờ chúng ta đi xuống nhé. Chân phải đang ở ngoài này. Đang vòng ra sau luôn. Vòng trùng, trùng 1. Hạ tay xuống này. 2. Chúng ta để dây tay phải lên. Và bỏ chân trái. Chân và tay trái nhau. Cho phải xuống chân trái tiếp. 3, 4, bước chân tiếp, 5, 6, 7, 8, đặt lại thành như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là xong tổ 3, chuyển sang tổ 4 nào. Chân trước của mình cũng nhé, chân phải chúng ta bước lên trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái đầu vào tay. Một lần tập đi đầu tiên là chúng ta hất tay ra phía trước này. Hất cái mu bàn tay phải đi trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cẩn tay vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở tổ hợp 4 này chúng ta sẽ xem kẽ hai lần động tác. Đưa tay xuống dưới thấp và hai lần động tác. Chạm nhau, chéo nhau và đi lên nhé. Hai lần tập, 4 lần tập nhịp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển sang tập 5. Sẽ có hai nhịp với tay trên cao trên đầu này. 1, 2. Sau đó mở ngang. Mở sang bên phải trước. Cả người vào đầu này sang bên phải. 3, 4, 5, 6, bên trái, 7, 8. Ta đó bỏ chân này. Kịp chân trái. Chống chân phải. Bàn tay. 1, 2, 3, 4. Hai cái dưới thấp, hai cái trên cao. 5, 6, 7, 8. Tổ hôm nay cũng được lập lại 2 lần nữa. Chúng ta tập cả tổ hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển sang tổ hợp 6 ạ. Chúng ta sẽ ép nó có 8 bước này. 8 bước và ép một vòng. Đồng thời tay chúng ta mở dần sang ngang hai bên. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đá chân trái sang phải. Người chúng ta nghiêng theo trục của chân nhé. 1, 2, 3, 4. Sau chúng ta tay cao thì chúng ta lại mua người và chân phải đá sát trái. 1, 2, 3, 4. Tổ hợp này cũng sẽ được lần 2 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Chuyển sang tổ hợp 7 này, tổ hợp cuối cùng này. Chúng ta tay giống như là đang vén màn, phần mặt chúng ta sẽ đẩy sang bên còn lại, đẩy sang bên đối diện, cửa né mặt, vén ra, đi này, 1 và 2. Chúng ta quay cua đến phía ngang này, chúng ta lại quay một vòng nữa, sang ngang luôn, mình kép và đi sang bên phải trước này, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8.